Chào các bác nha. Hôm nay em có một con máy rửa chén Panasonic. Con này là T7 các bác nhá. Sản xuất vào năm 2010 mười mấy đây. 2014 các bác nhá. Đấy, T7. Thì đây là cái dòng máy cũng được khá là ưa chuộng, cái dòng TR của hãng Panasonic. Thì bây giờ hãng đã nâng cấp lên đời rất là cao rồi. Đấy, TM, TH, TI, nói chung là đời bây giờ lên rất là cao. Thì giá thành tương nhiên nó cũng sẽ rất là cao. Nhưng con đó thì máy mới 100% thì đâu đó khoảng ngoài 20 triệu qua. Đấy. Thì máy rửa bát thì các bác kể cả máy giặt hay bất cứ những cái hãng nào của thị trường nội địa Nhật thì cơ bản thì nó vẫn sử dụng những cái động cơ bơm nước thì nó cũng gần như giống nhau thôi. Đấy. Chương trình nó cũng không có phải là quá là cao cấp hoặc là cao siêu gì đó các bác nhé. Đấy. Thì tùy theo nhu cầu của mỗi người nên là thì em vẫn có bán những cái dòng máy bình dân và những cái loại mà hàng máy giá rẻ cũng có hết các bác nhé. Thì đây là một con máy tầm cũng vừa đấy, của hãng Bara nhưng mà T7. Đấy. Như năm ngoái thì giá của nó thì sau dịch thì khá là cao, bây giờ thì rất là hạ nhiệt rồi. Thì cái này nó bằng nhựa các bác nhá. Đấy, bằng nhựa thì mình cũng không thể tránh được những cái vết trầy xước của nó bác nhá, tại vì bằng nhựa mà. Mặc dù nó là nhựa chịu nhiệt rồi. Đấy, quay cho bác coi. Em bán hàng em quay cho bác kỹ thoải mái nhá, chứ không có tùm lum quá. Đấy, hàng nội thì bán hàng nội. Hàng hư bán hàng hư, rõ ràng hàng hoạt động ok và bán hoạt động ok, chứ không có lòng ngoằng các bác ạ. Bác nào mua hàng em thì biết rồi. Đây, đấy, những cái nhựa này thì mình úp bát đĩa lên thì nó chảy xước. Đấy, con này thì em cho nó chạy thử rồi. Đấy, chạy ok hết rồi các bác nhá. Đấy. Giặt rửa sấy xiếc ok hết rồi, có chức năng Eco Lavi. Đấy, tiết kiệm điện. Đấy, đây này. Đấy. Và sấy 30 40 50 60. Đấy. 30 45 giờ 60. Đấy. Thì dùng gia đình 4 đến 6 người các bác nhá. Xung quanh thì máy nó còn khá là đẹp, sạch sẽ. Bên trong thì nó là nhựa thì nó cũng phải dùng theo năm tháng thôi, tại vì 2014 giờ 2023 cũng đâu đó 9 năm 10 năm rồi các bác nhá. Đấy, nhưng mà có giá rất là hợp lý để cho các bác tham khảo. Đấy, giá của nó là 3.800.000 các bác nhá. Chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Các nào có nhu cầu mua thì alo cho em. Thank you các bác nhá.